2016, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung ưu tiên nguồn vốn đầu tư bê tông hóa, cứng hóa mặt đường giao thông nông thôn, tập trung đẩy mạnh xúc tiến các đường bay mới trong nước và quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân địa phương. Đường Đà Sa Xã Rác là tuyến đường huyết mạch nối các xã Đà Sa, Đà Chay, Đà Nhiêm và khu nông nghiệp công nghệ với trung tâm huyện Lạc Dương. Sau gần 10 năm thi công kéo dài vì thiếu nguồn vốn, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, không chỉ tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân, mà còn mở ra nhiều cơ hội để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Hồi xưa là đi vất vả lắm, không phải như bây giờ. Bây giờ nhà nước quan tâm làm đường rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Hy vọng là đời cuộc sống bà con đi lại làm ăn dễ dàng và thuận lợi hơn. Đến nay là đơn vị thi công là đã thực hiện đúng theo cái cam kết đối với Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương cũng như là Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuyến đường này là một trong những cái tuyến đường quan trọng nối liền trung tâm huyện Lạc Dương với các xã. Thì khi tuyến đường này đi qua vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của huyện Lạc Dương, khi tuyến đường này đưa vào sử dụng thì góp phần rất là quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của huyện, đặc biệt là cái việc vận chuyển hàng hóa cũng giống như là nhu cầu đi lại của nhân dân, thì nó góp phần rất là lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tương tự tuyến đường Đà Sa, tuyến đường Thiên Hoàng đi từ Đồng Nai Thượng huyện Cát Tiên được khởi công từ năm 2007 với chiều dài trên 18 km bằng nguồn vốn đầu tư trên 130 tỷ đồng, được huy động từ trái phiếu chính phủ. Mặc dù được triển khai gần 10 năm nay, song đến nay mới chỉ hoàn thành được gần 10 km, còn lại trên 8 km đoạn cuối tuyến vào trung tâm xã Đồng Nai Thượng vẫn chưa được thảm nhựa. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, dự án đầu tư nâng cấp đã khởi động trở lại và hoàn thành trong Tết Dương lịch năm 2017. Đi vất vả lắm, dân tình đi tóm lại là đường đá nó sạc hay là khó đi lắm. Mà bây giờ làm thế này thì dân tình đi này thì đỡ, tại vì dẫn đầu làm đi hàng ngày vất vả. Làm đường này dân chúng đi được cái là an toàn hay là nó đỡ. Không chỉ dừng lại ở đó, xác định giao thông đi trước một bước với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, các địa phương đã đầu tư cứng hóa thêm 340,43 km đường, xây mới 48 mét cầu với tổng nguồn vốn đầu tư từ các nguồn trên 407 tỷ đồng. Sự đóng góp thiết thực đó đã và đang cùng với tỉnh đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông nông thôn, góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của chính phủ. Theo thống kê, đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 58 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, tăng 3 xã so với kế hoạch đề ra. Rồi đến nay thì cũng cơ bản thì là đã hình thành được về các cái tiêu chí về cái tiêu chí này, nên thì từ cái việc đó thì cũng đem lại hiệu quả là trong cái đời sống của nhân dân về cái lĩnh vực mà cũng như là đi lại không, cũng như là cái đời sống của nhân dân thì nó khá ổn định. Cũng trong năm 2016, giao thông Lâm Đồng đã khởi sắc hơn ở lĩnh vực hàng không khi khai thác 3 chuyến bay trong một tuần từ Vũ Hán, Trung Quốc đến Lâm Đồng và ngược lại, hay như chuyến bay thẳng từ Singapore đến thành phố Đà Lạt vừa diễn ra vào cuối năm 2016. Đây là tiền đề để ngành giao thông của tỉnh Lâm Đồng và cảng hàng không Liên Khương xúc tiến các chuyến bay khác đến các nước trên thế giới và khu vực trong tương lai và mở ra những tín hiệu vui trong thu hút khách du lịch quốc tế đến với địa phương. Trong năm 2016 thì chúng tôi tổng kết lại thì đã thực hiện được 80 xã đạt cái tiêu chí số 2 về giao thông để góp phần cho tỉnh hoàn thành cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới của cái chỉ tiêu năm 2016. Và hiện nay là Lâm Đồng là một trong 8 tỉnh được đánh giá là cái phong trào giao thông nông thôn là phát triển rất là mạnh. Chúng ta sẽ đẩy mạnh cái hoạt động vận tải bằng đường hàng không. Thì đây là cái nội dung mà trong thời gian gần đây chúng tôi cho rằng là rất được xã hội quan tâm. Và tiếp theo thì cũng đang quảng bá, xúc tiến để một số các cái quốc gia khác mở đường bay đến Lâm Đồng, ví dụ như Thái Lan, Hàn Quốc, Campuchia, v.v. Thì phải nói đây là một cái hoạt động mà chúng tôi cho rằng cần phải tập trung trong thời gian tới. Mà có một cái chi tiết là tỉnh Lâm Đồng cũng đang có cái kế hoạch làm việc với Bộ Giao thông để chính thức công nhận cảng hàng không quốc tế, hàng không Liên Khương là cảng hàng không quốc tế.
Việc đẩy mạnh xây dựng những con đường trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hay như việc ký kết mở rộng hệ thống hàng không các khu vực đi và đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, là những tín hiệu mới cho thấy giao thông của tỉnh đã không ngừng khởi sắc và phát triển so với trước đây. Tin rằng trong những năm tới, giao thông hàng không của Lâm Đồng tiếp tục được nối dài đến các nước. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông nông thôn nói riêng của tỉnh ngày càng hoàn thiện, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương sớm về đích. Khăn về đơn hàng xuất khẩu của ngành dệt may được dự báo sẽ kéo dài sang tận quý 3 năm 2017, thì việc lựa chọn quay về thị trường nội địa là giải pháp căn cơ giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất. Đặc biệt, việc quay về thị trường nội địa còn giúp doanh nghiệp giữ sân nhà trước sự chiếm lĩnh của hàng hóa nước ngoài.